ต้องนะเราไม่ได้ชี้แจงจริงไม่ชัวร์ตอนนั้นแม่แก้วที่เย็นนั่นได้ต้องตั้งไว้ก่อนก็ไม่ต่อเลยไม่เหมือนเย็นไม่ต่อก็หนังมาเรียกวิธีเยี่ยมนั่นไม่ต้องได้ใบตัวก็หนังไหวรักก็หนังจังดังในทุกอย่างก็เด็กผมแกเอิ้นเอิ้นนี่น่าจังก็หนังไหวดาวตั้งตาทีก็น่าสิ้นไหวหลังเราก็ได้เรียนเรียนเลยก็ได้ก็ได้เจ้าก็น้องฉันโตเล็กๆก็หน่อยไอ้นี่ฉันโตทีไอ้ยังก็ได้มาเมียก็น้อยที่ไอ้ยังก็ได้bây giờ chồng con đã xin tội với nước lê con ơn thứ hai là anh trai con thì cứ đi đánh bài suốt cả đêm thì con nói với chị sâu của con là chị ơi chị nhắn tin cho cha long đi để cho cầu nguyện cho thế thì con gọi điện về thì chị đi nhắn tin cho cha thì nhàchị bảo là em ơi giờ anh ấy đã không đi nữa anh ấy ở nhà chỉ có nghe cái máy của em mua về cho con và cho anh ấy nghe thôi nhưng bây giờ anh ấy không có đi nữa ơn thứ ba là có người chị ở làm cùng với con ấy là chị có bà mẹ ở ngoài Bắc ấyLà chị không có, mẹ chị không có đi được mà ăn không ăn được thì con nói với chị là thì bây giờ chị nhắn tin cho cha để cha cầu nguyện cho thì chị nhắn tin cho cha là bây giờ mẹ chị đi được mà bây giờ mẹ chị ăn khỏe mà bây giờ đi được rồi chứ không có ngồi một chỗ mà ngủ một chỗ nữaCòn ơn thứ tư là ngày 2 tháng 10 con về Bắc tới thăm con của con thì có cái xe con đi xe Hoàng Lan về thì cái chỗ mà cầu Quảng Bình ấy thì con tới cái chỗ đấy thì nó có hai cái xe chiếc xe con ấy thì nó đi trước thì cái xe của con thì nó định vượt qua thế thì xe của con thì nó lao thẳng ra ngoài biển luônthì con mới sợ quá con bảo lấy đứa mẹ ơi thì con ngó sang cái xe anh tài xế anh ấy móng tôi mua móng lưỡi anh ấy đẩy cái xe đấy vào trong cái bờ thì nghe tiếng nổ phát thì con tưởng là lại chúa tôi đã tông vào của ai nữa rồi thì con bảo là thế con sợ quá con xuống xe thì không có tông vào ai hếtKhông có người nào được sau cũng đứng trước cũng không có luôn. Thì bây giờ con mới đọc kinh, con tới cái chỗ cái quán nước ấy, là con ngồi con đọc kinh làm thông số của Chúa rồi. Con gọi điện về cho mẹ con, mẹ con bảo con sợ quá. Thì bây giờ là cái xe đấy là thuê xe máy cỏ lên thì đi được, không có bị hư, không có bị gì hết. Dạ thưa cha con hếtdã có một người chị ạ thì con đi một lần đầu tiên mà từ hôm đấy ngày nào con cũng đi tuần nào con cũng đi có một tuần là con bỏ thôi còn tuần nào con cũng đi con không đi xe bao thì con lại đi xe máy ạ con ở đâu đến đây dạ con ở Đồng Nai tuần nào con cũng đi đây dạ dạ trời sao lại phải không đi xe một người phụ nữ mà không đi xe đò thì đi xe máy đến với giáo điểm tuần nào cũng đếnđâu phải là chuyện đơn giản thuê anh xe phải có ơn của Chúa lắm con lấy nhận cái món quà của lòng của xuất Chúa món quà Giáng sinh để con đem về con gửi tặng cho những người nào mà đang cần biết đến lòng thương xót của Chúa còn có gì chia sẻ không